chiều cao bình quân của người Việt Nam chỉ tăng 2 cm sau 15 năm đổi mới kinh tế đất nước từ thời điểm 1986 đến mãi năm 2017, chiều cao bình quân của người Việt Nam chỉ dao động ở nam giới từ mức 1m65 đến 1m68. Nam giới ở thành thị có thể cao được 1m69 ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nam giới ở các vùng miền khác với điều kiện kinh tế thấp hơn, chiều cao chỉ dao động bình quân từ 1m63 đến 1m64, nữ giới còn thấp hơn chỉ 1m55. Vấn đề chiều cao thật sự nó rất là buồn. Kinh tế Việt Nam trong cái thời điểm đổi mới năm một sau 1986, sau năm 95, sau thời kỳ mở cửa đến bây giờ phát triển rất là tốt. Thật sự nền kinh tế bây giờ phát triển rất là tốt. Nên đôi khi cái chuyện mà bạn không đủ dinh dưỡng bạn ăn á, tôi nghĩ đó là do bạn, chứ không phải nhất thiết là phải do ba mẹ bạn hay là điều kiện cơ thể của bạn. Tôi nói đây là nhiều bạn sinh viên hay là học sinh, họ sẵn sàng họ bỏ ra 50 ngàn để đi uống một ly trà sữa hiệu gì tôi không tiện nói tên, nhưng mà rất là nhiều hiệu, K, hiệu HLCF, nói chung là rất là nhiều hiệu khác, CF How. Rồi bạn có biết là 50 ngàn bạn có thể mua được rất là nhiều đồ ăn để bạn ăn nếu mà bạn muốn thay đổi cơ thể của bạn. Có một câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn, đó là nhiều người hỏi anh ơi anh tập bao lâu mà anh có thể cao so với mẹ anh và em của anh đến như vậy. Mẹ tôi cao có 1m40 mấy thôi, 42, 43 lâu rồi không đo chính xác lại, nhưng mà so với tôi thì nó rất là thấp, rất thật sự là rất là thấp. Còn em tôi á, cả một dòng họ của tôi á, không ai cao trên 1m7 á, tôi có thể đạt được chiều cao 1m8, thật sự là do dinh dưỡng và quá trình tập luyện rất nhiều. Có nhiều điều á mà tôi nói với bạn, thật sự là cái lúc á tôi kể bạn nghe này. Nhiều người nghĩ là tôi chỉ mới tập thể hình 5 năm. Giữa một người chưa bao giờ tập thể thao và ít tập thể thao với một người từ lúc 5 7 tuổi tới khi 20 tuổi chơi thể thao liên tục, khác biệt nhau và sức mạnh và thể lực rất lớn. Cách đây 5 năm vào khoảng tháng 9 năm 2011, tôi đi tập thể hình cỡ 6 năm trước, 6 đến 7 năm về trước. Lúc đó là tôi đã có thể hít đất trên 80 cái rồi. Lúc đó là tôi chưa đi tập thể hình và chưa có được cơ bắp như gì. Nhưng trước đó tôi có 2 năm tập taekwondo và đã luyện lên tới đai đen nhất đẳng. Tôi có tới sơ sơ là phải 7 năm thường xuyên chơi bóng rổ, thường xuyên đánh cầu lông. Nghĩa là buổi sáng đi học ở trường, học xong buổi sáng, buổi trưa tôi ở lại trường tôi chơi bóng rổ, đến chiều tôi về nhà tôi ngủ, tôi ăn. Rồi hả, 5 giờ chiều tôi rủ thằng em qua cái viện dưỡng lão, có cái sân cầu lông bên đó. Mà đánh hai người, đánh là không phải là kiểu đánh chơi chơi giống như mấy cô mấy chú dân văn phòng đến sân cầu lông luyện đâu nha. Đánh thật sự rất mệt, bay nhảy đánh nguyên sân, hai người chơi nguyên sân và đánh 1 tiếng rưỡi và tập thật sự là hết sức. Sau đó về quất một lần 4-5 chén cơm, kèm thịt kèm cá kèm rau, tối trước khi đi ngủ quất luôn một lần, có khi trước khi đi ngủ uống hết 1 lít sữa. Rồi buổi trưa khi mà từ trường học về tôi chơi đã thao đã mệt rồi, tôi về chưa có gì ăn, khát quá nốc luôn 1 lít sữa, nốc xong đi ra ăn cơm, ăn cũng lần 4-5 chén cơm. Thật sự là cái lúc á mà cái giai đoạn mà bạn ăn ở độ tuổi phát triển chiều cao á, bạn phải tận dụng từng ngày từng giờ để bạn chơi thể thao thì bạn mới có cơ thể vượt trội và có cái khả năng để bạn cao lên 1m8 được. Và đến khi cái thời điểm mà tôi 18-19 tuổi học hết cấp 3, lúc đó tôi cao có 1m75 à, tôi vẫn tiếp tục tôi tập thể thao rất siêng và rất nhiều thiệt luôn. Mặc dù lúc đó là đi làm văn phòng nhưng vẫn dành buổi chiều để đi ra chơi bóng rổ rồi sau đó đi tập thể hình. Nói chung là tính á, là sơ sơ á, là cái khoảng thời gian mà từ lúc mà tôi biết chơi đá bóng ở nhà với mấy đứa hàng xóm với mấy đứa nhỏ mà chơi rất là nhiều, từ lúc đó nó khoảng 7 tuổi đến bây giờ là 28 tuổi, tức là 11 năm.
mà bình quân á là ngày nào cũng tập thể thao, cũng chơi thể thao mà từ 5 ngày đến 6 ngày một tuần. Tôi tính cái mức thấp nhất là 5 ngày một tuần, và nhân cho một năm là 52 tuần, là 52 nhân 5 là nhân cho 11 năm. Rồi 2860 buổi tập thể thao trong vòng 11 năm. Đó là con số giải đáp cho cái câu hỏi anh ơi tập bao lâu thì cao được 1m8. Bạn phải tập từ nhỏ đến lớn, nhưng đôi khi bạn lớn, bạn lỡ lớn rồi, lỡ qua 18 tuổi, bạn cũng đừng có nản chuyện bạn tập. Thứ nhất, riêng cái việc á là bạn khòm lưng, bạn ngồi bạn khòm lưng gì nè là bạn đã lùn rồi. Bạn thẳng lưng lên, bạn cao hơn, cái vai của bạn rộng hơn, bạn cao hơn. Thử đứng vậy coi, người gì với người gì ai cao hơn, ai nhìn to hơn, bự hơn, đúng không? Chính xác không? Cái khung vai của bạn nè, nó khi bạn tập nhiều á, cái vai của bạn thậm chí nó có thể dài rộng ra được tới gì luôn nè. Để tôi lấy cái sổ đó, đây có một cái mắt kính nè, gần như có thể đặt tới 2 lần cái mắt kính lên cái bờ vai luôn, hoặc là cái cây bút nè, đó cái bề rộng của khung vai nè, đó một cái bút, hai cái bút. Ồ, cái khung xương của tôi nó to ra thiệt. Quá trình tôi tập thể thao, tôi tập tạ nhiều, tôi hít đất nhiều, cái khung xương nó to ra thiệt. Và nó, tại vì khung xương là cái mô cơ, hữu cơ, khi mà bạn tập luyện, bạn kích thích, bạn dinh dưỡng vô đó thường xuyên. Trời ơi, các bạn nghĩ tôi tập gần 3.000 ngày, 3.000 lần ngày lận á, nó không ít đâu nha. Nhiều lắm luôn á, là bạn đổ phải sơ sơ, tôi đổ phải là 3 tấn mồ hôi. Nghe cái chuyện nó mắc cười, với là trong 11 năm. Cái tính tôi á, từ nhỏ lớn tôi thích uống sữa rất là nhiều. Mà bởi vì á, tôi uống sữa mà mẹ tôi nuôi tôi mà mẹ tôi sợ luôn. Tôi uống sữa nè, tôi ăn trái cây nè, tôi ăn thịt nè, ăn cá nè, ăn rau nè, không chung là tôi ăn tôi uống dã man con ngang luôn. Mà bởi vì á, nó mới lớn được, mới bự được. Chứ là gen nhà tôi rất là lùn. Cả một dòng họ của tôi á, mấy chục con người không ai cao quá 1m7 á. Thậm chí cả em họ, em ruột cũng vậy luôn. Đó, tấm hình nè, gia đình nè. Đó, thấy tôi chưa? Đứng với mẹ tôi kìa, em tôi kìa. Đó. Không, nó không dễ đâu các bạn. Thật sự là bạn phải tạo thành một cái thói quen, một cái sự yêu thích, đam mê. Nhưng mà đầu tiên, thì cái điều đầu tiên tôi phản bác đó là anh ơi, chơi thể thao nhiều vậy rồi thời gian đâu mà học, thời gian đâu để đầu tư cho học tập, thì tôi phản bác cái vấn đề này. Bởi vì khi mà cái não của con người nó khỏe hơn, nó thông minh hơn, bạn học được nhiều hơn. Bản thân tôi có bằng kỹ sư về cơ khí, bằng thiết kế, và đã làm trưởng phòng thiết kế nhiều năm, tức nghĩa là tôi làm những công việc liên quan đến đầu óc, trí tuệ. Rồi, và bây giờ thì tôi đang là huấn luyện viên Rai Long Fitness. Đồng nghĩa với việc là thật sự là khi mà bạn tập thể thao, bạn sẽ thông minh hơn, bạn sẽ giỏi hơn. Tại não của bạn, cơ thể của bạn nó được hoạt động, nó thư giãn cái não bộ, cơ thể nó hấp thu nhiều dinh dưỡng hơn. Một người mà ăn dinh dưỡng ít, bạn không thể nào thông minh và giỏi bằng một người ăn dinh dưỡng rất nhiều từ nhỏ đến lớn, đầy đủ sữa, thịt, cá, trứng. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên và thiết yếu. Như vậy một vài trường hợp sống trong điều kiện thấp nhưng mà họ thông minh, nó chỉ là một vài trường hợp, nó không phải minh chứng cho số đông. Khoa học đã chứng minh bạn muốn giỏi hơn, thông minh hơn, não bộ bạn hoạt động tốt hơn, bạn phải tập luyện thể thao kết hợp với dinh dưỡng tốt đưa vào cơ thể. Đó là một cái chế độ sống lành mạnh. Và nếu mà bạn nào còn đang trong độ tuổi 10, 11 bắt đầu thực hiện cái quá trình này đi, tập ăn thể thao chơi nhiều vô, bạn sẽ học giỏi hơn, thông minh hơn và bạn to lớn hơn. Phụ huynh nào có con trong cái độ tuổi đó, cùng con tập luyện đi. Bạn không thể, tại tôi cũng đang ở trong một độ tuổi gọi là phụ huynh, tôi gần 30 rồi, ngang ngửa với mấy phụ huynh khác rồi. Khi mà bạn không tập luyện thể thao, bạn không thể nào bắt con mình tập luyện thể thao được. Khi bạn còn đang ngồi cầm điện thoại, bạn ngồi bạn chơi game, đọc báo, khi bạn còn đang ăn nhiều thức ăn nhanh, bạn không thể kêu con mình ăn rau, bạn trái cây đi. Bạn còn đang cầm chai bia, chai nước ngọt để bạn uống, bạn không thể kêu con mình uống nước lọc cho nó khỏe hơn, cho nó tốt hơn, cho nó cao hơn. Một tuần bạn không đi tập 6 ngày được,
bạn không vận động 6 ngày hay bạn không có một cơ thể nhìn rất là thể thao, nhìn năng động, khỏe mạnh, bạn mập, bạn nhiều mỡ, bạn đi đứng khó khăn, bạn gồ ghề, bạn không năng động, bạn không thể yêu cầu con bạn là con ơi đừng có ngồi chơi game nữa, ra đường vận động đi con. Chẳng lẽ giờ bạn bê cũng phải à, con ơi ba đang bận ngồi coi đá banh nè, con ra ngoài vận động chơi con. Rồi con ơi à, ba đi nhậu xíu nha, con đi ra ngoài con tập thể thao nó không có hiệu quả nha. Phụ huynh phải làm gương đi, rồi còn không á bạn phải tự giải quyết vấn đề của bạn. Tập thể thao nhiều vô đó, câu hỏi đó trả lời đó, tập bao lâu có thể cao được 1m8? Rất lâu, chính xác là rất lâu, và phải rất kiên trì, rất nhiều điều kiện, rất nhiều yếu tố, nhưng hãy biến nó thành thói quen của bạn, bởi vì bạn không tập luyện ngày hôm nay đến khi bạn già rồi muộn rồi ha. Nên tập đi, đừng hỏi là anh ơi tập bài gì cao nhất, dễ cao nhất, anh ơi tập bài gì máu cao nhất, anh ơi tập bài gì tăng chiều cao hiệu quả nhất, anh ơi tập bài gì tốt nhất để phát triển chiều cao, anh ơi một ngày tập, một tuần tập bao nhiêu buổi để tăng chiều cao, anh ơi ăn gì để tăng chiều cao, càng nhiều càng tốt, tất cả vậy thôi. Xong rồi.